không khó để tìm những dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cuối năm trên mạng xã hội. Có những nơi công khai bảng giá tối thiểu không khác gì đặt vé máy bay online. Nhưng để đặt lịch thành công thì cũng không phải là điều đơn giản. Hiện tại thì bây giờ là dọn dẹp theo mét vuông là đang chiếm tỷ trọng cao hơn, đó là làm khoán. Tùy theo từng ngày, càng sát Tết thì giá cả nó sẽ càng chênh một chút. Có những đơn làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm vẫn chưa hết việc. Về nguồn lực và về con người thì hiện tại bây giờ là đang nhận khoảng từ 30 đến 40 căn trong một ngày. Công việc bận rộn nên giáp Tết, anh Minh mới có thời gian tìm người dọn dẹp cho căn phòng chung cư của gia đình. Là người trẻ, anh cũng không muốn những ngày Tết lại trở thành đại hội dọn nhà như nhiều người ví von. Ông bà bố mẹ ngày xưa chưa có những vụ này thì đúng là con cháu là về tổng vệ sinh, dọn những cái khe, những cái ngóc ngách thì hồi đấy là thấy nó rất là mệt, nhưng mà lớn thôi có tiền là tự đi thuê người. Rồi con nhỏ nữa là chỉ có hai vợ chồng, mình chọn cái dịch vụ để cho nó bớt đi cái việc mà mình có thể làm những việc khác. Một cái căn như căn của mình 120m² thì ông ra cũng khoảng từ 23 triệu. Các công ty hoạt động dịch vụ này có thể kiếm tới doanh thu cả 100 triệu đồng một ngày. Trung bình mỗi ngày, nhân viên có thu nhập gấp đôi và thậm chí là gấp 3 ngày thường. So với ngày hôm qua thì hôm nay lại lên thêm 1 giờ lại 20.000 nữa. Nhiều việc thì đi nhiều tiền, khoảng 1,5 triệu một ngày. Làm cũng phải đến 11, 12 giờ đêm mới về ấy. Bây giờ tiên tiến hơn, với lại các bạn ấy cũng bận đi kiếm tiền nhiều ấy, dọn dẹp nhà cửa đi phải nhờ. Nhưng bọn tôi dịch vụ kiểu này thì nó tiện hơn rất nhiều. Thì phải làm ngày làm đêm em ạ. Ăn Tết xong thì họ muốn dọn nhiều ấy, nên là mình sẽ lên sớm một chút để kiếm thêm một tí. Chưa nghỉ Tết nhưng đã tính tới việc lên sớm để có thêm thu nhập. Bởi có lẽ dịp Tết Nguyên đán là mùa cao điểm và cũng mang lại nguồn thu nhập lớn nhất của những người làm vệ sinh nhà cửa như chị.